Robin Drake, người lãnh đạo chương trình phân tích hành vi phản gián của FBI đã có một bài phỏng vấn chia sẻ 10 kỹ thuật để tạo dựng sự tin tưởng nhanh chóng trong việc kết nối với người khác. Tất nhiên, để tạo dựng được một kết nối vững chắc và gắn kết sẽ cần thời gian dài cùng sự chân thành của bạn. Nhưng 10 kỹ thuật dưới đây chắc chắn sẽ có nhiều giá trị cho những lần gặp gỡ đầu tiên để bạn có thể nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của người khác nhằm tạo ra lợi thế ban đầu trong việc kết giao. 1. Thiết lập một giới hạn thời gian. Khi một người lạ muốn kết nối hoặc làm quen với chúng ta, chắc hẳn ai cũng sẽ có một chút tâm lý e dè và lo ngại hoặc không thực sự thoải mái. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là một cơ chế sinh tồn, bởi vì chúng ta rất khó đánh giá xem những người xung quanh mình có phải là mối đe dọa hay không. Và may mắn, theo Robin thì có một cách rất đơn giản để khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Hãy cho họ biết bạn sẽ không chiếm nhiều thời gian của họ. Bước đầu tiên trong quá trình phát triển mối quan hệ tuyệt vời và có những cuộc trò chuyện tuyệt vời là cho người kia biết rằng có một điểm kết thúc cho cuộc trò chuyện trong tầm mắt và nó thực sự rất gần kề. Theo Robin Drake, là một người mới chuyển đến một thị trấn mới, mẹo này rất tốt khi bắt đầu nhanh chóng các cuộc trò chuyện với những người xung quanh. Ví dụ như, tôi sẽ gặp vợ tôi trong vài phút nữa, nhưng tôi tò mò về cuốn sách bạn đang đọc. Tôi phải đi họp, tôi có một câu hỏi nhanh. Những cụm đơn giản này không chỉ giúp mọi người thư giãn, tôi cũng nhận thấy rằng chúng mang lại nhiều năng lượng hơn cho tương tác, vì người đối diện sẽ biết rằng cuộc trò chuyện sẽ không kéo dài. 2. Thể hiện những cử chỉ giao tiếp phi ngôn ngữ một cách thoải mái. Hãy thể hiện bản thân một cách thoải mái và không mang tính chất đe dọa hoặc quá tự tin theo kiểu siêu anh hùng. Những ngôn ngữ cơ thể mà chúng ta sử dụng có giá trị lớn đến mức bạn không thể ngờ được trong giao tiếp. Để thực hiện điều này, theo Robin, chúng ta có thể làm những điều sau. Nghiêng đầu sang một bên một chút và hếch cằm để tăng sự tự tin, đồng thời giảm nguy cơ bị mọi người coi thường. Đứng nghiêng hoặc sang một bên một chút để mọi người tự do di chuyển, từ đó họ sẽ không cảm thấy bị mắc kẹt. Và tất nhiên, hãy mỉm cười. Khi bạn bước vào một căn phòng với một nhóm người lạ, bạn sẽ tự nhiên bị thu hút bởi những người trông tức giận và khó chịu hay những người có nụ cười và mỉm cười. Mỉm cười là kỹ thuật phi ngôn ngữ số 1 mà bạn nên sử dụng để trông dễ chịu hơn. Robin Drake. 3. Nói một cách chậm rãi, từ tốn. Hãy tưởng tượng ai đó đến gần bạn trên phố, chặn đường bạn bằng cách đứng ngay trước mặt bạn và bắt đầu nói rất nhanh. Và hãy tưởng tượng cùng một người đến gặp bạn, nhưng thay vì cản đường bạn và nói liên thoáng, họ lại đứng về phía bạn và nói một cách điềm tĩnh và từ tốn. Nếu bạn giống tôi, trong trường hợp đầu tiên, radar bên trong của bạn sẽ ở trạng thái báo động đỏ, trong khi tình huống thứ hai sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nói nhanh trong một số tình huống nhất định có thể mang lại cho bạn sự tín nhiệm và thậm chí khiến bạn nghe có vẻ thông minh hơn. Tuy nhiên, mục tiêu khi gặp gỡ những người mới là làm cho họ cảm thấy thoải mái. Theo những gì Robin học được, để đạt được điều này, chúng ta nên nói chậm hơn bình thường và thỉnh thoảng tạm dừng để mọi người có không gian tiếp thu những gì chúng ta đang nói. 4. Yêu cầu sự trợ giúp. Hãy nhớ lại khoảng thời gian khi ai đó yêu cầu bạn giúp đỡ nhanh chóng. Có thể họ yêu cầu bạn giữ chỗ trong hàng hoặc yêu cầu bạn giúp họ mang hành lý lên các bậc thang. Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn rất vui khi được nhờ trợ giúp. Và trong một số trường hợp, điều này thậm chí còn dẫn đến một sự kết nối thân thiện và nhanh chóng. Từ kinh nghiệm của Robin, anh ấy không tìm thấy công cụ nào tốt hơn để làm quen với mọi người hơn là yêu cầu hỗ trợ hoặc được giúp đỡ. Chỉ cần nêu rõ để người kia dễ dàng thực hiện bằng cách đưa ra yêu cầu đơn giản, có thời hạn và không đe dọa. Là con người, chúng ta có phản xạ để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ. Sự phản xạ có tính bắt buộc dựa trên thực tế rằng tổ tiên xa xưa của chúng ta biết rằng nếu họ không giúp đỡ khi được yêu cầu, thì sau này họ sẽ không được giúp đỡ từ người khác nữa. Robin Drake. 5. Giảm bớt cái tôi. Tôi hỏi một người bạn rằng bài viết của anh ấy như thế nào, và anh ấy trả lời rằng rất nhiều bài báo gần đây của anh đã lan truyền rất tốt. Tuy nhiên, thay vì tìm hiểu thêm chi tiết, tôi đã nói với anh ấy về một giải chạy đua mà tôi đã tham gia vào năm ngoái, đã thu được kết quả tương tự. Không cần phải nói, sai lầm này chắc chắn có thể tránh được nếu tôi loại bỏ cái tôi của mình khỏi một cuộc so sánh mà đã hút hết không khí thân thiết ra khỏi cuộc trò chuyện. Đặt cái tôi của bạn sang một bên và chỉ tập trung vào mong muốn, nhu cầu và ý kiến của những người xung quanh bạn không phải là lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó đáng được lưu tâm. Hầu hết mọi người gần như không quan tâm nhiều đến câu chuyện của bạn như câu chuyện của chính họ, và họ chắc chắn không thích bị sửa sai hoặc sửa chữa. Theo Robin, những người cho phép người khác tiếp tục trò chuyện mà không cần đến lượt mình thường được coi là những nhà đàm thoại giỏi nhất. Không chỉ vậy, những người có thể bỏ qua thành công cái tôi của mình còn được săn đón khi bạn bè hoặc gia đình cần ai đó lắng nghe mà không phán xét. Hãy tiếp cận một cuộc trò chuyện như một cơ hội học hỏi. Hãy tìm kiếm và hiếu kỳ về câu chuyện của những người khác. Nhắc nhở bản thân rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra khi chúng ta ưu tiên hai tai để lắng nghe hơn là cái tôi của chính mình.
6. Công nhận người khác. Trong chương trình cuối cùng của mình, Oprah Winfrey đã chia sẻ bí quyết khiến mọi người cởi mở với cô. Tôi đã nói chuyện với gần 30.000 người trong chương trình này, và tất cả 30.000 người đều có một điểm chung. Tất cả họ đều muốn được công nhận. Những kiến thức của Robin phản ánh kiến thức của Oprah, và để bắt đầu xây dựng cơ chế công nhận người khác của bạn, anh ấy khuyên bạn nên ghi nhớ 3 điểm dưới đây. Lắng nghe. Cách nhanh nhất để cải thiện kỹ năng lắng nghe của bạn là chỉ cần tạm dừng công việc của bạn. Như Robin đã nói, khi tập trung vào người khác và chúng ta không muốn kể lại câu chuyện của chính mình, chúng ta có xu hướng ghi nhớ tốt các chi tiết vì chúng ta đang quan tâm. Chú đáo. Một lần nữa, điều này không cần phải là một vấn đề lớn. Những cử chỉ nhỏ như đưa cho ai đó bạc hà, khăn giấy hoặc thậm chí là nước rửa tay, với tình trạng lộn xộn gần đây mà chúng ta đều đang gặp phải, có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ một cách lâu dài. Công nhận suy nghĩ và ý kiến. Khi ai đó nói điều gì đó mà bạn có thể không đồng ý, thay vì chặn họ lại, Robin khuyên bạn nên nói một biến thể của cụm từ này thay thế. Ồ, điều đó thực sự thú vị. Tôi chưa bao giờ nghe nó theo cách đó. Hãy giúp tôi hiểu hơn. Làm thế nào bạn tiếp cận điều đó? 7. Hỏi. Làm thế nào? Khi nào? Tại sao? Một khi cá nhân được nhắm mục tiêu trong cuộc trò chuyện để cung cấp nhiều từ và suy nghĩ hơn, một nhà trò chuyện giỏi sẽ sử dụng nội dung được đưa ra và tiếp tục đặt những câu hỏi mở về cùng một nội dung. Hãy luôn cố gắng hướng trọng tâm cuộc nói chuyện về phía đối phương với những câu hỏi dạng này để làm họ cảm thấy được kết nối. 8. Cho một ít để nhận được một ít. Khi gặp một số trường hợp xảy ra khó khăn trong việc kết nối, những kỹ thuật thông thường không có hiệu quả, thì bạn có thể thử với phương pháp này. Phương pháp cho một ít để nhận được một ít. Có hai trường hợp có thể dễ bắt gặp. Khi ai đó rất hướng nội, đề phòng hoặc cả hai. Khi ai đó nhận thức rõ họ đã nói bao nhiêu và đột nhiên họ cảm thấy lúng túng khi tiếp tục câu chuyện. Hãy nhớ điều này vào lần tới khi bạn nói chuyện với một người dè dặt hoặc câu chuyện trở nên dài dòng. Bằng cách tiết lộ một chút thông tin chi tiết về trải nghiệm của chính bạn, bạn có thể thấy họ sẵn sàng tiếp tục nói về trải nghiệm của chính mình. Chỉ cần thận trọng để không lạm dụng kỹ thuật này, vì bạn có nguy cơ khiến cho cuộc trò chuyện di chuyển theo hướng của bạn, trong khi trọng tâm thì lại phải luôn hướng về phía người kia. 9. Tặng quà. Theo Robin, hạn chế cái tôi và tặng quà là nền tảng của những người giỏi xây dựng mối quan hệ. Lời khen chân thành thì luôn tốt đẹp. Điều tương tự cũng xảy ra đối với những thông điệp chu đáo theo sau khi bạn gặp ai đó hoặc tỏ ra chú ý hay tặng ai đó một món quà vật chất như một cái kẹo bạc hà, một tờ giấy lau. Theo Robin, một trong những món quà giá trị nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác chính là sự tập trung trong giao tiếp của chúng ta. Xét cho cùng, là con người, chúng ta đều thích những thứ khác nhau. Nhưng một trong số ít điểm chung của tất cả mọi người là chúng ta thích thú khi lời nói của chúng ta được lắng nghe và được mọi người theo dõi, ghi nhận. 10. Quản lý kỳ vọng. Tất cả chúng ta đều đã trải qua lúc này hay lúc khác bước vào một cuộc trò chuyện với sự kỳ vọng cao và rồi cảm thấy thất vọng khi kết thúc. Tất cả chúng ta cũng đã trải qua mặt trái của tình huống này khi rõ ràng người mà bạn đang nói chuyện cũng đang muốn điều gì đó từ bạn. Tất cả chúng ta đều có mối quan tâm riêng của mình. Tuy nhiên, chìa khóa để xây dựng lòng tin với mọi người là tạm dừng mong muốn, nhu cầu, ước mơ và quan điểm của chúng ta để tìm hiểu tốt hơn về người mà chúng ta đang nói chuyện cùng. Sau tất cả, những người giá trị nhất sẽ dành thời gian để hiểu giá trị của người khác. Tổng kết. Niềm tin là thành phần quan trọng gắn kết mọi mối quan hệ tuyệt vời với nhau. Đó là chất kết dính chắc chắn nhất. Vẻ đẹp trong cách dạy của Robin là anh ấy đưa ra những lời khuyên và lời nhắc rất đơn giản nhưng có thể thực hiện được, mà tất cả chúng ta có thể sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày để xây dựng lòng tin với những người xung quanh. Tập trung vào việc giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn bằng cách cho họ biết rằng bạn sẽ không chiếm nhiều thời gian của họ và nói chậm trong khi sử dụng ngôn ngữ cơ thể thân thiện. Hãy kìm hãm sự thôi thúc chia sẻ câu chuyện của bạn và đặt những câu hỏi mở để học hỏi tốt hơn về kinh nghiệm và ý kiến của những người khác. Cuối cùng, hãy lắng nghe mọi người và cho họ thấy sự tập trung hoàn toàn của bạn vào câu chuyện của họ. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.